Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay em mình đang đến với wow, cuộc đua Heroic nha. Không biết mọi người hiện tại đang nằm ở lớp mấy, còn Ante thì hiện tại đang nằm ở lớp 4 nha mọi người. Rồi, nhân vật đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thành viên thuộc dòng đó chính là Heroic nha. Con này thì khá là đặc biệt luôn, ra lò rất là lâu rồi nhưng mà được sự yêu mến của khá là nhiều người. Cho nên hôm nay em mình sẽ trở lại với cái nhân vật đặc biệt này nha. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với là bé bọ các bạn ơi. Đây, chúng ta cần phải kiếm một cái bé dragon nào đó cho nó ăn, cho nó mập lên một tí nha. Rồi, và hắn tay thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha. Anh em nào cần những cái mảnh rồng để các bạn có thể summon hoặc là nâng sao cho những cái bé dragon của chúng ta mạnh mẽ hơn thì cứ việc liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha. Wow, rồi bây giờ thì ôi chà, mình nâng con này lên level tầm khoảng 15 là mình thấy ok rồi đấy. Chỗ này thì mình sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ nghía nhẹ thử coi. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ bật cái free bin, à cái booster bin nha. Đây, chỗ này thì mình có một lượt quay miễn phí và chúng ta được là wow, 5 luôn các bạn ơi. Vậy là vượt qua được, chắc có lẽ là qua được một notch luôn rồi. Ôi, nhiệm vụ tiếp theo thì sẽ là cái khu vực list và anh em mình cần phải win là 4 trận ha. Tới công chuyện luôn. Và bạn nào xem video đến đây rồi mà chưa có like thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như là nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi được những cái tập mới đến từ kênh của mình nha. Rồi, ở đây thì hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của các thành viên thuộc dòng đó chính là Heroic. Con này nó đặc biệt ở cái chỗ đó chính là cái tuyệt chiêu tam giác các bạn à. Với cái tuyệt chiêu tam giác vàng này thì nó sẽ được sát thương x2 với khá là nhiều thành viên đặc biệt luôn. Đây cho các bạn xem, nó sẽ trị được đó là chiêu hỗn loạn của Macaron Gon và Karma Heroic. Nó trị được luôn cái con những cái con mà có cái chiêu Happy nha các bạn. Đó, cho nên cái thành viên này thì nó hơi bị bá đạo rồi. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ lụm nhẹ tem bạn nha. Con này mang vô chiến trường Arena quýnh thì khá là siết tay luôn. Wow, tiệt chiêu dấu ấn rồng xanh sử nhẹ được. Ui chà, con này nó có khả năng hồi sinh. Trở lại thêm một lần nữa ha. Thành viên tiếp theo thì sẽ thuộc dòng đó là cấp E và bé này thì 5 sao ha. Vô kèo. Đây rồi, victory. Chỗ này thì anh em mình còn gõ được tầm khoảng 2 hiệp thôi. Wow. Sau khi mà gõ xong thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ phải dùng game để có thể bỏ qua được cái nhiệm vụ. Vì mình nhớ không lầm là trong kia nó kêu mình là 4 trận thì phải nha. Wow, khả năng giật đam khá bá đạo đến từ thành viên rồng đá luôn mọi người ra. Đây, và nhân vật cuối cùng của tem bạn. Ôi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là... Rồi, đây. Cái này là chúng ta sẽ có khả năng hồi sinh. Rồi, nó bị bế rồi hen. Wow, rồi bây giờ anh em mình ghẹo hình như là người nước ngoài các bạn ơi. Đây, ghẹo nhẹ một thành viên người nước ngoài hen. Bạn này thì cũng không có rồng gì đặc biệt cái gớm lắm nha. Anh em mình bây giờ trải nghiệm nhẹ sức mạnh cũng như là những cái chiêu của cái bé yêu. À, con này nhìn nó bay bay cũng khá là lợi hại ha. Rồi rồi, một em. Và bây giờ đến với nhân vật Ludo 4 sao các bạn à. Ôi, đây là nhân vật Ruti ha. Tới công chuyện luôn. Wow, victory. Rồi, nhiệm vụ của anh em mình. À, chỗ này thì dùng 3 viên game để bỏ qua cho nó nhanh nha mọi người. Chứ bây giờ lót dép ngồi chờ thì nó khá là lâu. Rồi, anh em mình sẽ đến với là thu vàng. À, anh em mình đi thu vàng nhẹ cái. Rồi, 9 trên 14. Còn lại là chúng ta sẽ đi thu hoạch thêm thức ăn ha mọi người. Thức ăn thì bọ nhầm. Đây, đây, đây. Cái con bọ này là chúng ta phải cho rồng ăn. Rồi, và Hante có hướng dẫn các bạn trên cái trang của mình là trang hantechannel.com á mọi người, cách để các bạn có thể cày cuộc đua Heroic nha. Anh em nào mà chưa biết cách đó thì có thể ghé vào trang web của mình để xem, cũng như là anh em mình sẽ cập nhật được những cái đây, những cái sự kiện mới của Dragon City nha. Rồi, hướng dẫn cho anh em tất tần tật luôn để mọi người có thể quậy được cái event này. Chỗ này thì con rồng nước level là 18 rồi, mình sẽ cho nó ăn lên tầm khoảng 20 ha. Không dám cho nó ăn nhiều quá các bạn ơi. Những cái con này anh em mình cho nó ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ không có thức ăn ấy. Nó đốt thức ăn hơi bị kinh luôn. Những con cấp C thì sao nhờ. Một bé bèo cũng level là 15 rồi. Wow, cho nó lên tầm khoảng level 20 thôi ha. Chứ nó lên cao quá là anh em mình hơi bị tốn luôn ấy.
để mình ra mình xem coi nhiệm vụ anh em mình xong chưa nha. Hiện tại là mình đang bị kẹt ở cái chỗ này nha mọi người, chúng ta phải chờ tầm khoảng trên cái trang web của mình có để cái khoảng thời gian chờ cho mọi người nha. Giống như là chúng ta phải chờ tầm khoảng 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi gì đó thì chúng ta vào thu hoạch thì nó mới full được ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là khu vực, à các bạn ơi, khu vực West. Khu vực West ở đây thì anh em mình ui có thể chiến đấu ở đây và kiếm thêm Orbit nha mọi người. Đây, ca này thì anh em mình sẽ lụm nhẹ ha. Tên bạn level 12. Wow. Rồi, khử nhẹ luôn. Victory. Ôi, anh em mình lên được một tầng cao mới ha. Ok, ngon lành các bạn à. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là... để mình coi coi. Nhiệm vụ này thì bị kẹt rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với khu vực Arena đi ha. Vô đây chiến nhẹ cho vui. Wow. Ở đây thì anh em mình đang gặp phải một thành viên là nữ hoàng Macaron nha các bạn. Wow, bé nữ hoàng Macaron này thì để mình nghiên cứu xem. À, bé này thì 55, 3 sao. Rồi, đầu tiên thì anh em mình sẽ đi khều nhẹ tên bạn với tuyệt chiêu là băng đi. Rồi, bật cái hút máu lên. Ôi, bé này có khả năng hồi sinh và nó còn thêm 3% máu nè. Ca này thì lụm nhẹ ha. Wow, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ui, hơi tốn máu nha. Rồi, ui anh em mình lượng máu lên tới là tầm khoảng 400... ui chà, 430.000 luôn các bạn ơi. Căng nha, sát thương mình đang được nhân 2 với thành viên. À, chiêu hỗn loạn. Đây rồi, chú như vậy là chú tới công chuyện với anh liền. 215.000. Rồi, ca này anh em mình mất máu kha khá. Chúng ta sẽ nhờ đến nhân vật Heroic nha. Ui, hơi căng ha. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ khử nhẹ cái thành viên này. À, mình nghĩ là mình nên chơi trò bơm máu một tí nha. Wow, không dễ dàng tí nào nhờ. Rồi, bé Gon. Ca này thì ui mém ngẫm. Rồi, lụm nhẹ luôn ha. Nữ hoàng Macaron thì sát thương gây ra cũng khá là bá đạo rồi đấy. Victory. Ôi, để mình kiếm cái đội hình nào nó hổ báo chừng mẫu giáo một tí quánh. Ôi, mít in Việt Nam nè mọi người. Bạn này là Phạm Đông ha. Rồi, lâu lâu mới gặp được một người Việt Nam các bạn. Wow, ca này chúng ta sẽ đến với là chiêu đặc biệt. Ý khoan, khử nhẹ thử cái chiêu này coi. Wow, bé này được sát thương X2 hả? Đam hơi thốn nè. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ chạy vô các bạn ơi. Chơi trò bơm máu đại pháp đi ha. Đó, lần này sẽ nhờ đến sức mạnh của bé Gon. Rồi, lụm. Wow, ca này thì anh em mình sẽ khử nhẹ với là... đây. Wow, căng nhờ. Rồi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa nè. Nữ hoàng Macaron. Ui, để ba gương mặt cười luôn. Rồi, ca này anh em mình sẽ chơi trò gọi là đặc biệt đi nè. Búp máu đại pháp. Ui, mình khử luôn thành viên bên trong các bạn à. Cây nhờ. Ôi, mình không nghĩ là cái bé này nó lại mạnh đến vậy luôn ấy. Rồi, bây giờ thì 70-70 vẫn là 70 ha. Ôi, kiếm đội hình nào đó nó ngang tài ngang sức một tí để quýnh một cái đội hình nó cù bóp quá. Rồi, lần này thì đến với bé Chao. À, bé Chao này. Ôi, đầu tiên là phải phá giáp của tem bạn trước. Thì mình sẽ ưu tiên, mình sẽ dùng bé Gon để phá giáp trước nha. Wow, rồi ca này anh em mình xài thử cái chiêu đặc biệt coi nè. Thì chiêu hỗn loạn thì mình được đang sát thương nhân 2. 193.000 các bạn ơi. Ui, ba con Titan của team bạn nó hơi xanh xương với mình nha.
Rồi, ca này anh em mình tiễn nhẹ một em và chuyển thêm 106.000 máu cho các thành viên nằm bên trong. Khoai thế nha. Rồi, bé này ra thì chắc một mình nó cân ba luôn à. Cũng không phải là một cái chuyện gì quá là ghê gớm ấy. Rồi, nó cân luôn được cả ba đây các bạn à. Wow. Victory ha. Ôi, ca này hơi gắt một tí nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang có sát thương là nhân 2, 245. Rồi, ca này thì anh em mình sẽ đến với là bé Gon đi, bế nhẹ. Đó, khử được một em là thấy vui rồi. Tiếp theo sẽ đến với nhân vật là nữ hoàng Macaron nha. Ca này là mình thấy cũng hơi gắt đây. Ui cha cha, rồi để mình lụm nhẹ thử cái này cái. Bơm máu đại pháp cho hai thành viên bên trong. Mỗi em được 80.000 các bạn ơi. Cái chiêu này anh em mình được búp lên tới 50% lần, cho nên cái đam của nó hơi bị ảo nha. Chứ cái con này nó không có đam mà là ảo dữ vậy đâu các bạn à. Rồi, lần này thì mình khử nhẹ với chiêu đặc biệt luôn, 156k. Victory. Ôi, tính ra là cái bé này quýnh hơi bị gắt luôn đấy. Ở đây thì mình có được thêm một chiếc rương. Rương này thì ra mảnh legend ha. 70, 50 và 70. K này thì ok, né đi. Kiếm cái tem nào nó ghê ghê tí vô cười cho nó vui. Rồi rồi. Ôi tem bạn. Wow, ghê vậy, có thành viên mới nè mọi người. Ôi level 40 và đã có hàng mới rồi. Rồi, trời ơi, mới vô con này nó sát thương nhân 2 với mình các bạn à. Thì chiêu hỗn loạn để khử nhẹ bé yêu này, 201.000 luôn. Rồi, bây giờ thì khử ta. Chiến luôn chứ sao bây giờ. Cái con, ôi con bên trong này mất 100.000 máu. What? What? Cái gì vậy? Ôi. Cái con này nó chết và... Ở các bạn, con này nó chết và nó búp máu full cho cái con này hả mọi người? Căng nhờ. Rồi, nó chết và nó búp máu lại full cho cái bé này các bạn. Ghê hen. Mới level 40 thôi mà đã biết gọi là chết búp máu rồi. Bây giờ thì mình ao nhay với tên bạn tí nè. 155. Wow, ôi nó chuyển cái lượng đam còn dư cho con bên trong luôn. Cay thiệt. Ôi cái con này nó cay thiệt sự nha. Bạn này cũng chơi trò giống mình nha, chơi gọi là tăng máu nè các bạn. Máu, ui trời, gần 400.000 luôn. Ghê vậy. 398 nè các bạn. Level 60, mình cũng level là 60 đúng không? Lượng máu của mình bao nhiêu nhỉ? Ôi sao kỳ nha. 36, mình cũng 36 nha. Tem bạn nó cũng 36. Nhưng mà tại sao cái lượng máu của tem bạn là 39.800, trong khi cái lượng máu của anh em mình chỉ có 36.700 nha. Sao nó không có công dòng? Ủa làm sao nó không có công bằng tí nào thế? Cái này nó có cái gì đó nó sai sai không anh em? Anh em có cái gọi là anh em biết về cái vụ này nhớ comment chia sẻ với anh Tài với nha. Chứ thiệt tình là mình không biết luôn nha. Nó 36% là mình cũng là 36% máu. Nhưng mà tại sao nha? Tại sao cái lượng máu của tên bạn lại là 398 trong khi lượng máu của anh em mình là 367? What? Không hiểu lý do nha. Rồi, ok, ca này anh em mình chơi trò bơm máu đi nè. Wow, bị nó vả cho. Ui, cái gì mất cái giáp rồi hả? Mình nghĩ đâu là còn cái giáp chứ. Trời ơi, tưởng đâu còn cái giáp. Cay thiệt sự. Wow, trời ơi, nó xài chiêu đặc biệt và nó xóa sổ luôn cái con bên trong. Oh my god, cái con này nó quýnh rồi là ức chế dễ sợ luôn á mọi người. Đó là thực sự nó quýnh rất là ức chế luôn, nó quýnh hai con xịn của mình đi du lịch luôn. Ôi, gắt quá. Rồi và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.